chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta ý thức cao hơn là trạng thái nhận thức được nâng cao trong đó một người hiểu sâu hơn về bản chất của thực tại bản thân và các khía cạnh tinh thần khác nhau của cuộc sống đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa và phát triển tâm lý cá nhân của một người khi bạn di chuyển qua từng cấp độ mà quốc anh nêu ra trong video bạn sẽ đạt được những bước tiến lớn hướng tới sự tự nhận thức hoàn toàn và cuối cùng là giác ngộ ý thức cao hơn gửi lên hình ảnh về sự thiêng liêng và trạng thái phát triển tâm linh đặc biệt cao hoặc sự rung động tràn đầy năng lượng ý thức cao hơn là nhận thức về tinh thần hoặc năng lượng vượt qua mối bận tâm bình thường của tâm trí về quá khứ và tương lai khi bạn nâng cao ý thức của mình bạn thức tỉnh bản chất vĩnh cửu không giới hạn của bản thể bạn ý thức cao hơn là nhận thức ngày càng tăng về ý nghĩa của sự tồn tại bản chất tinh thần của bạn hoặc năng lượng trong tất cả mọi thứ bây giờ bạn có thể tự hỏi liệu có thể đạt được ý thức cao hơn hay không câu trả lời là có bạn có thể nhưng làm chủ tâm trí và nhận ra sự hợp nhất của chúng ta với năng lượng vô tận không phải là điều dễ dàng nếu chúng ta muốn đạt được các cấp độ ý thức cao hơn chúng ta cần phải hiểu các cấp độ ý thức khác nhau được phân loại như thế nào những gì chúng ta nhìn thấy trên mặt nước là tâm trí có ý thức và những gì nằm dưới bề mặt là tâm trí vô thức ý thức được nâng cao là một cái gì đó vượt qua tâm trí bình thường có ý thức của chúng ta đó là ý thức tối thượng ý thức về bản ngã cao hơn vũ trụ đó là điều mà tất cả chúng ta đều có khả năng đạt được nếu chúng ta có thể học cách thay đổi ý thức của mình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác từ mức cao hơn đến mức thấp hơn của nhận thức có ý thức tùy thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta cuộc sống không chỉ là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra bởi vì bạn đã làm đúng hoặc bạn làm sai nó đưa bạn từng bước từ trạng thái vô thức đến trạng thái ý thức cao hơn hãy dành một chút thời gian để cảm nhận điều đó khác với cách bạn thường nhìn nhận cuộc sống như một điều gì đó đang xảy ra với bạn cần được kiểm soát sửa chữa và thay đổi hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu bạn buông bỏ hành động chống chọi lại cuộc sống và thay vào đó là tin tưởng vào nó với sự tin tưởng này bạn có thể mở lòng đón nhận nó lắng nghe nó và trưởng thành từ mọi cuộc gặp gỡ mọi hoàn cảnh cuộc sống của bạn là một cuộc hành trình từ vô thức đến ý thức cao hơn khi bạn học cách ngừng cố gắng biến cuộc sống của mình như những gì bạn muốn và thay vào đó hãy chào đón tất cả hoàn cảnh đến cuộc đời bạn bạn nhận ra rằng tất cả đều ổn và an toàn khi bạn ở đây bạn bắt đầu chuyển sang ý thức cao hơn điều quan trọng là phải nhận ra rằng quá trình tiến hóa đang diễn ra trên trái đất bao gồm cả con người mọi thứ đều là một phần của sự tiến hóa này bao gồm cả bạn bạn đang phát triển từ vô thức thành ý thức cao hơn cuộc sống của bạn không phải là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên đó là một quá trình thông minh và bí ẩn dành cho cuộc sống. Khám phá những hiểu biết và kỹ thuật mạnh mẽ để tạo ra sức khỏe rạng ngời, hạnh phúc, thịnh vượng, hòa bình và dòng chảy trong cuộc sống và các mối quan hệ của bạn. Bởi vì mỗi trải nghiệm trong cuộc sống của bạn đều được thiết kế riêng để đánh thức bạn thoát khỏi sự vô thức. Ngoài ra, nó thực sự có phương pháp có những bước cơ bản mà tất cả chúng ta phải trải qua trong cuộc hành trình thoát khỏi ảo ảnh của tâm trí để nhận ra sự thật. Chúng ta trải qua 6 cấp độ của ý thức. Cuộc sống xảy ra với bạn, cuộc sống xảy ra bởi bạn, cuộc sống xảy ra trong bạn, cuộc sống xảy ra cho bạn, cuộc sống xảy ra thông qua bạn, cuộc sống là bạn, mức độ đầu tiên của ý thức cao hơn. Cuộc sống xảy đến với bạn Đối với một phần lớn cuộc sống của bạn Bạn có thể đã sống như hầu hết mọi người Cảm thấy rằng cuộc sống đang xảy ra với bạn Xếp xa thải bạn Bệnh cúm khiến bạn suy nhược Những người bạn yêu thương từ chối bạn Mỗi ngày bạn già đi một chút Và cái chết luôn rình rập bạn Vì vậy, có thể hiểu được rằng Bạn càng thiếu ý thức bạn thường cảm thấy mình là nạn nhân của cuộc sống khi bạn sống với niềm tin rằng cuộc sống đang xảy ra với bạn bạn thường xem nó như một mối đe dọa có thể xảy ra vì vậy bạn cứ luẩn quẩn trong đầu thấy mình bị lạc trong vai trò của một người kể chuyện người kháng cự phản ứng với hy vọng tìm ra mọi thứ làm cho bạn mất kết nối với chính bạn ở hiện tại sống trong quá khứ và tương lai. Cấp độ thứ hai của ý thức cao hơn, cuộc sống xảy ra bởi bạn. Khi bạn cảm thấy quá khó chịu, khi phải sống với sự bất lực nhiều như thế nào, bạn sẽ phát triển thành niềm tin rằng cuộc sống đang diễn ra bởi bạn. Thay vì là nạn nhân của cuộc sống, bạn tin rằng bạn có thể kiểm soát nó, có thể có một cảm giác tuyệt vời về quyền lực cá nhân trong mức độ ý thức này đó là một bước cần thiết để thoát khỏi tình trạng nạn nhân của giai đoạn đầu tiên của ý thức cao hơn nhưng mọi người bị mắc kẹt ở đó đàn ông cố gắng kiểm soát phụ nữ và ngược lại đa số mọi người cố gắng kiểm soát những người khác không giống họ trên hết chúng ta cố gắng kiểm soát bản thân hy vọng biến bản thân trở thành những gì chúng ta nghĩ là chúng ta nên làm có rất nhiều nỗ lực trong giai đoạn ý thức cao hơn này với niềm tin rằng để bất cứ điều gì tốt đẹp xảy ra thì phải làm cho nó xảy ra vì vậy nhiều người thích đặt ra các mục tiêu và cảm thấy rất xấu hổ khi nó không thực hiện được khi bạn đã sống ở mức độ ý thức này đủ lâu bạn sẽ thấy mặt trái của nó đầu tiên bạn thấy mình trở nên lo sợ về những suy nghĩ của mình tôi không nên nghĩ theo cách này vì tôi sẽ thể hiện điều này trong thế giới của mình thứ hai nó cũng có thể mang lại sự xấu hổ bạn nghĩ rằng điều này là do bạn chưa làm đúng hoặc đủ tốt cấp độ thứ ba của ý thức cao hơn cuộc sống xảy ra trong bạn bạn bắt đầu thấy rằng tất cả những phản ứng và kiểm soát của bạn không mang lại cho bạn sự thoải mái và vui vẻ như bạn hằng mong đợi thay vì trở thành nạn nhân của cuộc sống đó là một trò chơi đấu tranh bất tận bạn bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống là thứ để được lắng nghe được mở ra đây là nơi bạn bắt đầu phát triển sang giai đoạn tiếp theo của ý thức cao hơn nơi cuộc sống đang diễn ra trong bạn ở cấp độ ý thức này bạn bắt đầu nhận ra một điều rất đáng ngạc nhiên hầu hết thời gian thay vì trải nghiệm cuộc sống bạn nghĩ về nó chỉ thấy những suy nghĩ trong đầu khi bạn trải nghiệm cuộc sống qua những suy nghĩ của mình bạn ngừng trải nghiệm nó như nó vốn có chính trong giai đoạn ý thức cao hơn này bạn cũng nhận ra rằng đau khổ của bạn không đến từ những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn thay vào đó nó đến từ bên trong bạn có thể có một ngày tồi tệ và bạn vẫn ổn rồi vào một ngày tồi tệ khác bạn có thể khốn khổ bạn có thể nói đó là vì ngày đó tồi tệ nhưng nó xuất phát từ câu chuyện của bạn về ngày đó không phải chính ngày đó bạn trở nên ít quan tâm đến việc trở thành nạn nhân của cuộc sống của mình hoặc thậm chí cố gắng làm cho nó trở nên khác biệt hơn so với hiện tại bạn nhận ra rằng sự chữa lành mà bạn hằng mong đợi sẽ đến khi bạn hướng sự chú ý vào bên trong khi bạn biết nguồn gốc của đau khổ của bạn bạn có thể rút khỏi chúng và trở lại cuộc sống cấp độ thứ tư của ý thức cao hơn cuộc sống sẽ xảy ra cho bạn bạn càng tò mò về những gì đang xảy ra hơn là phản ứng và kiểm soát bạn càng nhận ra một cách tuyệt vời rằng cuộc sống của bạn là dành cho bạn thay vì cuộc sống là một cái gì đó đang xảy ra với bạn mà bạn phải kiểm soát bạn nhận ra rằng không có những khoảnh khắc bình thường và bạn đang tiến thêm một bước trên hành trình vươn tới ý thức cao hơn cuộc sống không phải là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên đó là một sự kiện diễn ra rất thông minh đang đặt bạn vào những tình huống chính xác mà bạn cần để nhìn thấy và thoát khỏi những điều khiến bạn tách biệt khỏi dòng chảy của nó bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn cuối cùng bạn cũng hiểu rằng cuộc sống biết nó đang làm gì ở cấp độ ý thức này thay vì cuộc sống là một cái gì đó bạn phải nhào nặng và định hình thành những gì bạn muốn bạn bắt đầu xuất hiện cho cuộc sống đúng như nó vốn có dòng chảy của cuộc sống bao gồm đau thương mất mát và cái chết nhưng chống lại những nỗi đau của cuộc sống chỉ biến nó thành đau khổ và nỗi đau đến từ sự phản kháng luôn lớn hơn nhiều so với việc bạn trực tiếp trải qua nỗi đau thay vì siết chặt trải nghiệm của bạn và quay lưng lại với chúng bạn tập trung vào trải nghiệm của mình bất kể đó là gì hãy nhớ rằng trạng thái tự nhiên của bạn là sống động tự do khi sự sống đó bị mắc kẹt trong ảo ảnh năng lượng và niềm vui của bạn mờ đi hãy nhớ rằng cuộc sống được sắp đặt để mang lại những gì đã bị ràng buộc để nó có thể mở ra để giải phóng và chữa lành hãy nhắm mắt lại một chút và mở ra khoảnh khắc sống động này của cuộc đời bạn nghe nó cảm nhận nó đây là khoảnh khắc duy nhất quan trọng trong cả cuộc đời bạn vì nó là khoảnh khắc duy nhất mà cuộc sống đang diễn ra cấp độ thứ năm của ý thức cao hơn cuộc sống xảy ra nhờ bạn giai đoạn ý thức cao hơn dành cho bạn cho bạn thấy rằng không có cái gì gọi là khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống của bạn và giúp bạn thấy rằng cuộc sống đang nói với bạn ở mọi thời điểm. Trở nên tò mò về những gì bạn đang trải qua và truyền cho nó ánh sáng của sự chú ý từ bi để nó có thể buông bỏ. Bạn tiến hóa lên cấp độ ý thức tiếp theo, cho phép cuộc sống di chuyển qua bạn. Đây là nơi bạn nhận ra rằng cuộc sống là đáng tin cậy nó không phải lúc nào cũng đáng yêu nhưng nó biết nó đang làm gì hãy tưởng tượng một cuộc sống mà bạn hoàn toàn tin tưởng mỗi buổi sáng bạn thức dậy với một cảm giác phiêu lưu tâm trí tò mò và tấm lòng rộng mở thay vì vật lộn với cuộc sống bạn mở lòng đón nhận nó ngay cả khi bạn đang đối mặt với những thử thách sâu sắc nếu bạn thấy mình bị phản ứng bạn dành cho phản ứng của mình sự chú ý mà nó cần phải buông bỏ năng lượng sự sống giờ đây có thể di chuyển tự do trong bạn và điều này mang lại niềm vui và sự sống động mà bạn hằng mong đợi sự sáng tạo mà bạn không bao giờ có thể tự mình tưởng tượng trở nên rõ ràng với bạn chúc phúc cho bản thân và mọi người bạn gặp với sự khôn ngoan của cuộc sống bạn cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với tất cả mọi thứ bạn thấy rằng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào từng chút sáng tạo đã từng xảy ra trong vũ trụ bạn cũng thấy rằng tất cả những gì đã xảy ra với bạn kể cả khó khăn đều là một phần trong hành trình trở lại cuộc sống của bạn từng bước cuộc sống đang đưa bạn vào ý thức cao hơn vào khả năng ở đây trọn vẹn cho cuộc sống cấp độ thứ sáu của ý thức cao hơn cuộc sống là bạn bạn càng có thể đứng vững với cuộc sống cho phép nó di chuyển qua bạn thay vì phản ứng với nó hoặc kiểm soát nó bạn càng bắt đầu có được cái nhìn thoáng qua về cấp độ ý thức thứ sáu nơi bạn thấy rằng cuộc sống là bạn bạn không còn là một bản thể riêng biệt thay vào đó bạn hòa nhập hoàn toàn trở lại vào dòng chảy sáng tạo của cuộc sống hiểu rằng mọi thứ mọi tảng đá con người đám mây phương tử đều là bạn bạn là cuộc sống bạn là vũ trụ một phần nội tại của nó bạn là một tâm điểm nơi vũ trụ đang trở nên ý thức về chính nó hầu hết mọi người sống trong giai đoạn đầu tiên của ý thức cao hơn không bao giờ biết rằng ngay giữa những niềm tin này là một ngưỡng cửa vào bốn giai đoạn cuối điều này không chỉ để chữa lành cho riêng bạn mà để chữa lành cho tất cả chúng sinh bởi vì khi bạn nhìn thấy qua ảo ảnh của cuộc đấu tranh bạn trở thành một người hiện diện chữa lành trên thế giới con người đang phát triển từ cấp độ ý thức đầu tiên đến cấp độ thứ sáu nó không phải là việc loại bỏ bất kỳ giai đoạn cụ thể nào hoặc làm cho giai đoạn này tốt hơn giai đoạn khác tất cả chúng đều là một phần của cuộc sống và khi bạn phát triển bạn sẽ nhận ra và có thể đón nhận chúng để tiến hóa và thông qua bốn cấp độ cuối cùng của ý thức bạn cần phải tin tưởng vào cuộc sống của bạn bạn cũng như hầu hết mọi người có thể không tin vào cuộc sống cuộc sống làm tan nát trái tim bạn mang đến bệnh tật cho cơ thể bạn và đôi khi cảm thấy như thể nó mang lại cho bạn nhiều điều hơn bạn có thể xử lý nếu bạn không tin tưởng nó làm thế nào bạn có thể xuất hiện với nó mở ra cho bạn tất cả những gì nó mang lại cho bạn trong mọi trải nghiệm bạn có làm thế nào bạn có thể cho phép nó đưa bạn từng bước từ vô thức trở thành ý thức cao hơn có một sự thay đổi nhận thức sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xác định lại cách tin tưởng cuộc sống hãy dừng lại một chút và chiêm nghiệm tất cả sự sáng tạo đã đi trước bạn cho phép bạn và mọi thứ xung quanh bạn tồn tại hành động chiêm nghiệm đơn giản này có thể chuyển bạn sang trạng thái ý thức cao hơn khi bạn nhận ra rằng cuộc sống thông minh hơn bạn cuộc sống trở nên rất thú vị bạn nhận ra một điều gì đó rất phi thường đang xảy ra ở đây không có khoảnh khắc bình thường nào trong cuộc sống của bạn bạn trở nên tỉnh táo hơn nhiều với những gì đang xảy ra cả bên ngoài và bên trong bạn. Sống từ sự thật rằng cuộc sống của bạn là dành cho bạn, bạn bắt đầu buông bỏ niềm tin rằng sự đau khổ của bạn là do điều gì đó bên ngoài bạn gây ra, người khác, công việc của bạn, hình dạng cơ thể của bạn, loại bạn đời mà bạn có, loại sức khỏe mà bạn có, loại quá khứ bạn đã có, hoặc loại tâm trí bạn có. Bạn bắt đầu thấy rằng đau khổ của bạn đang đến từ bên trong bạn có những điều khó khăn xảy ra trong cuộc sống của bạn nhưng khi bạn không bị chìm đắm trong những câu chuyện của mình về chúng bạn sẽ ứng phó với tình huống thu thập những món quà luôn gắn liền với những thách thức trong cuộc sống của bạn đây là món quà của ý thức cao hơn bạn thấy rằng cuộc sống đang mang đến những điều có lợi cho bạn tất cả niềm vui sự trong sáng và sự sống động mà bạn hằng mong đợi đã luôn ở bên bạn ngay tại đây ngay bây giờ bạn có thể làm gì để đạt được ý thức cao hơn bạn có thể thay đổi trạng thái ý thức của mình bất cứ lúc nào khi bạn thiền định hoặc cầu nguyện tham gia vào yoga hoặc thực hành tâm linh khác một cách để bạn bắt đầu thăng tiến lên ý thức cao hơn ngay lúc này là suy nghĩ nói và làm những điều cảm thấy tốt và đúng đắn và tránh những điều cảm thấy sai trái, bạn sẽ bắt đầu rung động với tốc độ cao hơn. Ngay lập tức bạn làm điều đó và bạn sẽ thu hút những năng lượng rung động cao tương ứng với bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích đến với tất cả các bạn các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn được nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.